Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến dâu tai, người ta thường nghĩ đến những vùng trồng có khí hậu mát mẻ như là Đà Lạt, hay Sapa hay là Măng Đen. Thế nhưng ngay tại vùng đất Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam hiện đang có một trang trại dâu tai bước đầu đang cho kết quả hết sức là khả quan. Chuyên mục Nhịp điệu cuộc sống của chúng tôi hôm nay sẽ dành thời lượng để giới thiệu về trang trại dâu tai này. Chúng ta cùng theo dõi. Cánh đồng thôn Tân Quý ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh lâu nay chủ yếu trồng lúa, dưa hấu và một số cây màu. Thế nhưng, từ 2 năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tam Vinh do anh Huỳnh Văn Hóa làm giám đốc đã trồng thử nghiệm và khá thành công với cây dâu tay. Trên thửa đất rộng 2.000m2 này, có hơn 5.500 cây dâu tay đã cho quả và thích nghi phát triển tốt với khí hậu thổ nhưỡng ở Phú Ninh. Vô tình một hôm chúng ta đi vào siêu thị Cấp Mắt, đi ngon qua quầy hàng rau củ quả, thấy một hộp dâu tay màu sắc tương đối đẹp, thì tôi tò mò lại nắm lên thì thấy người ta họ ghi khối lượng là 640 gram với giá thành là 297.000. Từ đó mình có một cái suy nghĩ, số một cái loại trái cây mà nó quá đắt đỏ như vậy thì tôi về ngẫm nghĩ biết là tôi sẽ quyết định mình sẽ trồng thử nghiệm. Trong một thời gian thì cũng tìm hiểu có cái mô hình ở Tây Nguyên, Gia Lai. Thì sau đó mình về mình mới đúc kết ra là bắt đầu tiếp tục đem giống về trải nghiệm. Dâu tây là loại cây thân thảo lâu năm thuộc họ hoa hồng. Đây là loại cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao, là một loại đặc sản dùng để ăn tươi, chế biến thành mứt, nước giải khát. Chính vì vậy, giá thành của loại quả này trên thị trường khá cao. Thế nhưng, loại cây này chỉ thích hợp với điều kiện khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới. Đây là một rào cản rất lớn đối với anh Huỳnh Văn Hóa khi quyết định xây dựng mô hình trồng dâu tây trên đất Phú Ninh. Cây dâu tây thì thích hợp với khí hậu mát mẻ, còn vùng đất Phú Ninh, Quảng Nam của mình thì rất là nóng, mà mùa mưa thì là mưa lạnh. Mùa hè thì rất nóng, vậy thì trong giai đoạn đầu khi mình nhân giống đó thì mình gặp chắc hẳn là gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy ông có thể chia sẻ cho khán giả được biết những cái ngày đầu của mình nó như thế nào? Đã quyết tâm là lòng, quyết tâm là. Thì khi mình nhân giống lên nó không lên, nó không lên là mình giữ cũng không được. Mà khi mình đem ra nắng thì mình thấy nó, bởi vì cái cây vô tay nên là biết rồi, cái cây là nó sống ở cái nhiệt độ thấp, khoảng 27-28 độ. Chứ là lên trên 35 độ là sao nó chịu được. Thì khi đó là mình đem cây dâu tay mình ra trồng ở chậu, mình đem ra ngoài đất mình trồng là mình thấy nó không phát triển. Nói chung là khi mình ép nó chịu nắng quá là nó chịu không được, nó không phát triển. Thì ra đó mình mới rút ra kinh nghiệm là mình cho nó tiếp xúc nắng dần dần. Ví dụ mình cho nó tiếp xúc 50-70 rồi đó. Bây giờ này hiện giờ là cây dâu tay đã tiếp xúc 100% nắng của mùa hè nắng nóng của miền Trung. Đó là mình phải tạo ra cái môi trường thích nghi để nó dần dần nó mới tồn tại được. Như vậy, theo chia sẻ của ông thì cái yếu tố nào quan trọng nhất mang tính quyết định để có thể là cây dâu tay thích nghi và trồng được ở trong vườn mình như tại thời điểm hiện nay? Thì cái điều quan trọng nhất là tôi nghĩ là chắc chắn là phải là cái giống chịu nhiệt. Trên thị trường bây giờ là có rất nhiều loại dâu tay, ví dụ như dâu tay New Zealand, dâu tay Pháp, dâu tay Mỹ, dâu tay Úc. Nhưng mà ở đây là chúng tôi chọn dâu tay Nhật Bản, giống Hana. Nhật Bản dù muốn dù không là cái đất nước nó cũng gần mình. Nó nhiệt độ nó cũng nhỉnh hơn có cái nước châu Âu. Đó là cái giống dâu tây Nhật Bản hiện giờ trên thị trường ở Việt Nam mình như ở Sơn La hay là Đà Lạt, họ vẫn trụng cái giống này. Vì giống này cái sự chịu đựng nó cao hơn, mà ngọt hơn, thơm hơn trên thị trường. Khi mà chúng tôi chọn giống thì tôi nói với người bạn là chọn những quả dâu mà đẹp nhất. Chúng tôi sẵn sàng trỏ gió câu, thì lấy gì tôi chuyển tiện giống. Cái gì là mình biết không, cái mình cũng học và hỏi trên mạng là người ta họ hướng dẫn mình là mình lấy cái lưỡi dâu mình gọt nhẹ đi, hay là mình trả trên cái giấy vệ sinh, cái giấy làm cái khăn lau mặt đó, mình đem vào nắng mình phơi khi nó khô nó teo lẹo rồi là mình lấy cái tay mình chờ nhẹ nó rớt cái hột rồi, là để thời gian khoảng 2 tuần bắt đầu
mình đưa vô nước 2 sao 3 lạnh, mình ngâm khoảng vài giờ, mình đem ra mình ủ. Mình ủ trong vòng khoảng 3 tuần. Cái dâu tai cái hột rất nhỏ nhưng mà thời gian nó nảy mầm nó rất lâu chứ không phải nó nhanh như có cái lọ hột này. Nó là ít nhất là phải 3 tuần, 21 ngày nó mới nảy mầm. Nó nảy mầm nó cũng vẫn yếu lắm chứ không phải là nó nảy mầm mạnh. Khi nó nảy mầm lên đầu là mới đào thì chúng ta làm nó không nảy mầm, sao nó nảy mầm lên rồi nó chúng ta cũng không giữ được. Do nó cay nó quá yếu mà nó ro nó gặp cái khí hậu của mình nó cũng ngỡ ngòn rồi nó cũng cháy ra không giữ được. Rồi tiếp tục và chúng ta vẫn tiếp tục làm, tiếp tục làm vẫn rút kinh nghiệm. Rồi sau đó là chúng tôi thành công lần đầu tiên là sẽ trồng được 600 cây dâu. Sự tính toán ngay từ việc chọn giống dâu đã giúp anh Hóa có được giống phù hợp. Tuy nhiên, giống dâu Hana Nhật Bản vẫn thích hợp với nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ở Quảng Nam. Chính vì vậy, giai đoạn đầu, hạt không thể nảy mầm. Và cho dù có nảy mầm thì không thể phát triển. Tham khảo, nghiên cứu tài liệu trên mạng, theo dõi sự phát triển của cây từng ngày, ghi chép những thay đổi nhỏ nhất. Từ đó, anh Hóa đã có những đúc kết riêng đối với cây dâu tây. Không để cây tự chống chịu với thiên nhiên, vào những thời điểm quan trọng, anh can thiệp vào để nâng cao sức chống chịu, tăng cường khả năng thích nghi của loại cây này trên vùng đất mới. Khi mà lạnh quá là chúng tôi sẽ chắn nó lại. Mà khi mà nóng quá thì chúng tôi cũng phải cho nó mất để cho nó thích nghi dần. Chứ còn nếu không có thì chắc chắn là cũng cứ mã mã là mình cứ để phó là mình mã mã. Mình phải con thịt để cho nó cái cây nó mới tồn tại được. Kiên trì, chịu khó, mưa nắng đều cần mẫn ở vườn dâu tây là tất cả những gì mà những người dân quanh vùng diễn tả khi nhắc về anh Hóa với chuyện trồng dâu tây. Lâu nay, họ quen với canh tác lúa, ngô, đậu, dưa hấu. Việc đưa một giống cây mới ở xứ lạnh về để trồng được trên đất này là một điều vô cùng khó khăn mà nhiều người ở đây luôn nghĩ là bất khả kháng. Thời đầu tiên á, là rất là vất vả, rất là cực, mà thấy dễ bất mãn lắm. Trồng rồi nó chết miết. Nó nán nó chết miết vì ở đây là nán chứ không có như các nơi. Thì họ cũng nói rằng ở đất mình trồng không có được. Mà thằng Hóa là anh Hóa anh làm chi mà tầm bậy đi là không có thành công. Là anh Hóa anh kêu kỵ, mình cứ làm mã kiên trì là cũng có ngày họ trả lời là. Buổi ban đầu thì rất là khó khăn em ạ. Rồi như là mà trồng dâm giống này rất là khó khăn nhưng mà sự kiên trì của anh rất là nhiệt tình, rất là nói chung là nó không có đái không có ai mà được kiên trì như anh Hóa trơn á. Biết buổi ban đầu rất là khó khăn nhưng mà nếu kiên trì để được đến ngày hôm nay thì dân ở đây cũng khâm phục anh luôn. Sau 2 năm kiên trì, cuối cùng những vất vả của anh Hóa và những lao động ở đây cũng được đáp đền. Cây dâu tây trong vườn của anh Hóa sinh trưởng và phát triển rất tốt. Từ tháng Giêng đến nay, hơn 5.000 gốc dâu tây đã cho quả. Theo nghiên cứu khoa học, hàm lượng vitamin C của dâu tây khá cao, gấp 2 lần trong quả cam. Chất chống oxy hóa trong dâu tây cao gấp gần 3 lần so với nho đỏ. Anh Hóa đã thu được khoảng hơn 100kg dâu tây, bán với giá 200.000 đồng 1kg. Mặc dù giá này thấp hơn so với thị trường, nhưng theo anh Hóa cũng đã mang lại lợi nhuận khá nhiều cho người nông dân. Bên cạnh trồng lấy quả, anh Hóa còn nhân giống cây dâu tây để trồng trong chậu làm tiểu cảnh. Dâu tây là loại cây thân thảo lâu năm, chồi cây mọc ra từ nách lá, phát triển thành thân cây. Với cách sinh sản này, việc nhân giống cây dâu tây khá dễ dàng với tỷ lệ sống hơn 90%. Cây dâu thì nó chăm nó cũng rất dễ thôi, cái trồng nó cũng dễ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình phải cái phân này, rồi cái gió thể để mình cho nó đứng trên cái gió thể đó. Ví dụ như một anh vô một cái chậu á, trước khi mình vô chậu là anh phải chọn cái đất sạch, cát sạch, rồi phân hôi, anh trồng, anh đặt vô anh trồng thôi. Trồng sau đó là anh cứ tưới nước vừa phải rồi nó cứ lay vậy thôi, lay nằm chăm. Ví dụ như lay tuần là 5-7 ngày là mình tỉa những cái lá giò, lá khô,
mình tỉa đi để cho cái cây nó thông thoáng lên cho nó phát triển. Mình cứ vậy mà biết ra thôi, rồi cây nó phát triển lên rồi nó để nhánh ra thì mình nhân giống ra tiếp tục ra. Còn mùa vụ chính của nó là bước qua tháng cuối tháng 9 âm lịch là bắt đầu là mình đưa ra mình trồng. Hiện nay chúng tôi đưa ra thị trường gồm có rau trá chín để mà ăn tươi. Một cái nữa là rau giống, mình bón cho người ta họ đem về họ làm giống. Một sản phẩm nữa là rau để chân cảnh trong dịp Tết, trong lễ hậu cũng rất là may mắn, là rất rất được đón nhận ok. Khi chúng tôi mà xuống đặt vấn đề bỏ cây giống cho người ta họ bón là họ ok liền, mà họ thái họ cũng rất thích luôn. Họ mặc dù họ nhờ họ không có trồng thôi, họ cái rau ok, anh nói giống của rau của mình là ok, anh cứ để anh bón. Rồi một số người bọn người cũng rất thích, người muốn gửi rồi mua tặng những cây rau gì để chân cho nó hấp dẫn, nó vui. Tôi thấy là cái thị trường nó rất là rộng mở. Ngoài nhân giống cây dâu tây ra chậu nhỏ, anh Hóa còn dành một diện tích khá lớn để đưa cây dâu tây trồng ngoài đất. Với thổ nhưỡng đất thiệt pha cát, cây cũng phát triển và cho quả khá nhiều ở môi trường này. Kết quả này là cơ sở để anh Hóa và những nông dân ở đây xây dựng một kế hoạch mở rộng vùng trồng dâu tây trong thời gian đến. Sắp tới, ngày cơ sở chúng tôi là dự định là sẽ chuyển cái cây dâu tây này trồng để trò ra ruộng. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng chắc chắn là cái sản lượng nó sẽ tăng lên và cái mẫu mỡ nó sẽ đẹp. Và một cái nữa là ý tưởng của anh em là nếu mà mình làm một cái mô hình mà dâu tây mà đem ra ruộng mà trồng đại trà thì có một cánh đồng ở thôn Tân Quý, có một cái đường bê tông rất đẹp. Nếu như mình thành một cái vùng dâu tây ở đó thì chắc chắn là sẽ nhiều người đến trải nghiệm tham quan và chia sẻ vấn đề kinh nghiệm cũng như vấn đề là trồng trọt cũng như là thu hoạch là mua để đem về làm cùa. Tôi nghĩ đó là cái hướng rất là tốt để mình phát triển kinh tế ở địa phương, để mở ra một cái cách làm mới, cách nghĩ mới về nông nghiệp của truyền thống của mình ngày xưa đến giờ chỉ có dựa vào cây lúa và cây ngô. Cái cây dâu tây mà đối với Tâm Vinh đó thì cây cũng rất là mới mẻ. Nhưng mà được cái sự tìm tòi học hỏi nông dân Quỳnh Văn Hóa, anh đã vừa làm vừa học hỏi tìm tòi kinh nghiệm trong vòng 2 năm thì năm nay cũng đã bước đầu đã thành công. Thì thấy có nếu mà cái đơn vị diện tích mà để mà làm cây dâu tây thì tính ra thu nhập thì nó cao hơn tất cả các cái cây khác. Mà có bước đột phá mà nếu mà trong tương lai mà nếu mà nhân rộng ra được mà chắc chắn là phải nhân rộng ra. Thì nếu nhân rộng ra thì cũng một bước của địa phương. Để thứ nhất là giải quyết lao động để người ta thu nhập. Và đồng thời nó có thêm một cái điểm nhấn nữa là cái cây dâu tây đây rất được nhiều bọn trẻ ưa chuộng, vừa đi chụp hình check in vừa trải nghiệm. Là đây là cũng gọi như là cái nông nghiệp du lịch trong địa phương. Sắp tới là nếu mà địa phương cũng nghiên cứu để mà có một cách để mà cho nó nhân rộng ra bằng mọi cách để mà hỗ trợ cho cái nền tiềm lực cần có, sẵn có để cho nông dân nó phát triển. Dâu tây là cây trồng còn khá mới mẻ ở Phú Ninh. Sự kiên trì, không đầu hàng trước khó khăn của anh Huỳnh Văn Hóa, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tam Vinh, đã nhân giống thành công loại cây xứ lạnh này. Vẫn cần nhiều thử nghiệm khác để tiếp tục đánh giá. Tuy nhiên, từ hiệu quả của mô hình này, có thể mở ra hướng phát triển mới trong việc chuyển đổi cây trồng ở những vùng đất kém hiệu quả, tăng thu nhập cho người nông dân.